Hiện chương trình Bạn Nhà Nông rất vui được gặp lại bà con trong buổi sáng hôm nay, và chương trình này do Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang phối hợp với Tập đoàn An Nông thực hiện. Thưa bà con, vùng đồng bằng sông Cửu Long không những là giữa lúa mà còn là giữa trái cây lớn nhất cả nước. Và trong thời gian gần đây thì giá bán lúa thương phẩm rất là ổn định, nhưng mà giá trái cây thì lại là bấp bênh, mặc dù là diện tích cũng như là sản lượng lại ngày càng tăng cao, mà đặc biệt là từ sau dịch Covid-19 cho đến nay thì giá trái cây lại vẫn chưa có được phục hồi, bởi vì các nước nhập khẩu mà đặc biệt là thị trường Trung Quốc thì lại siết chặt kiểm dịch thực vật cũng như là đòi hỏi rất là khắt khe về chất lượng và kiểm soát rất là gắt gao dịch Covid-19. Chính vì vậy mà trong chương trình Bạn Nhà Nông hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bàn về việc là canh tác như thế nào để trái cây đi nước ngoài. Và Hương Giang xin được mời quý bà con chúng ta hãy cùng tham gia chương trình bằng cách là đặt câu hỏi cũng như là những thắc mắc của mình liên quan đến chủ đề là canh tác như thế nào để đưa trái cây đi nước ngoài qua hai số điện thoại đường dây nóng được hiện trên màn hình bà con nhé. Và ngay sau đây thì Hương Giang xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Hồ Giang Chiến, chuyên gia bảo vệ thực vật. Trân trọng giới thiệu thạc sĩ Võ Văn Men, chi cục trưởng chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Tiền Giang. Và xin được trân trọng giới thiệu doanh nhân nghệ sĩ Bích Thủy, tổng giám đốc tập đoàn An Nông. Lời đầu tiên thì xin cho Hương Giang cảm ơn các diễn giả đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay, và đặc biệt là cảm ơn tập đoàn An Nông đã phối hợp thực hiện chương trình này. Và bây giờ thì chúng tôi xin được vào nội dung chính của chương trình hôm nay. Thưa tiến sĩ Hồ Giang Chiến ạ, với vai trò đó là nhà khoa học cũng như là nhà quản lý, thì xin hỏi tiến sĩ là vì sao mà trái cây Việt Nam nói chung cũng như là ở đồng bằng sông Cửu Long nói riêng đó, trong khi mọi người đều khẳng định là rất là ngon cũng như là sản lượng thì rất là dồi dào, nhưng mà nhà vườn thì lại phần lớn là chưa phải nhà giàu ạ? Cảm ơn Hương Giang. Dạ, kính thưa bà con nông dân, thì đúng là cái đề tài hôm nay nó hơi vĩ mô một chút, nó hơi rộng quá, và tôi nghĩ là cái trách nhiệm là của nhà nước là nhiều hơn đối với người nông dân. Thì cái thứ nhất là chúng ta biết là theo cái Việt Nam Radic năm 2021 thì chúng ta xuất khẩu là 10 nước và vùng lãnh thổ. Thì cái thứ nhất là chúng ta thấy là xuất khẩu nhiều nhất của chúng ta là rau quả thì qua thị trường của Trung Quốc. Nó chiếm tới 53,7% đó bà con. Mình thấy là lệ thuộc vào cái thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên trong cái năm 2021 là chúng ta thấy là cái đường tiểu ngạch là chính. Nhưng cái thứ hai nữa là cái nước Malaysia, Campuchia, Singapore, rồi các cái nước ở châu Âu, rồi Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Úc. Thì chúng ta thấy là 10 cái nơi mà chúng ta xuất khẩu được cái rau quả. Thì ở trong đó là chúng ta thấy là cái Trung Quốc là trong 21 mà so với 20 là tăng 3,7%. Malaysia là 9,7%, Campuchia là tới 142,6% đó bà con. Mình xuất sang Campuchia khá nhiều. Nếu bà con mình có đi qua chợ Long Bên, mình thấy có cái chợ trái cây Việt Nam, rau quả Việt Nam mình ngay đó. Thành ra nó gần biên giới, chúng ta dễ dàng đưa cái trái cây rau quả qua mình đó. Singapore thì tăng được 6,8%. Ở châu Âu là 6,5, Mỹ là 32%, Hàn Quốc là 10,1%. Nhật Bản là 20, Đài Loan là 34,1 và Úc 28,2. Thì về ưu điểm mà chúng ta biết là Việt Nam chúng ta là cái đặc biệt nhất là miền Nam. Đó thì cái vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng như miền Đông Nam Bộ chúng ta có cái đất là rộng và cái cây ăn trái thì khá đa dạng. Và về nông dân cũng có cái trình độ canh tác rất tốt. Và khi mà chúng ta tập trung lại mà trồng á, thì bà con nông dân chúng ta cũng có cái điều khiển gọi là cho ra qua trái vụ đó bà con. Thì thí dụ như trước đây mình thấy như cái trái bưởi á, thì lúc nào cũng có cái trái bưởi thu hoạch, nhưng bây giờ bà con nông dân chúng ta trồng bưởi là thu hoạch đồng loạt luôn. Thành ra tôi thấy là những cái kiến thức, những cái kỹ thuật của bà con nông dân chúng ta rất là tốt. Tuy nhiên ngoài cái ưu điểm đó thì chúng ta có thấy cái nhược điểm như thế này. Cái thứ nhất là bây giờ bà con chúng ta trồng là không biết bán cho ai, tức là sản xuất thì có tập trung đó, nhưng mà có liên kết á, nhưng mà cái bán thì không có tập trung, không có liên kết, và bán còn lệ thuộc vào các cái thương lái và các cái cửa hàng thu mua. Mình thấy cái này rất rõ. Cái nữa là cái
cái kiểm dịch, chúng ta cũng chưa có đi vô sâu cái này. Cái kiểm dịch thì tôi xin ở đây tôi nói là nó có cái hiệp định song phương giữa hai nước. Thí dụ như Việt Nam chúng ta với Hàn Quốc đó, là 15 năm mới được cái kiểm dịch song phương. Có nghĩa rằng thí dụ mình có cái cây xoài, mình khai báo cái nguy cơ dịch hại đó và chúng ta sử dụng cái thuốc gì, bên kia sử dụng thuốc gì. Nếu mà nó giống nhau thì cái xoài của Việt Nam với Hàn Quốc trao đổi với nhau chúng ta không cần kiểm dịch nữa. Còn nếu mà có cái đối tượng nào khác, cái đối tượng dịch hại nào khác thì nó sẽ kiểm dịch. Tôi lấy thí dụ như thế. Thành ra chúng ta thấy là cái kiểm dịch cũng khó khăn rồi. Cái nữa là cái vấn đề mà bà con chúng ta này, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Cái này cũng là cái khó khăn. Do vậy mà chúng tôi nghĩ rằng là để cho bà con chúng ta xuất khẩu được cái trái cây là chúng ta đừng có làm ngược theo kiểu cũ nữa. Tức là liên kết ở hợp tác xã bà con mình vô xong rồi không biết bán đi đâu. Mình có gọi là chế biến chuyên sâu cũng không biết bán đi đâu. Và chúng ta có cái kho cho thật tốt cũng không biết bán đi đâu. Thành ra theo tôi đề nghị như thế này. Chúng ta phải tìm cái thị trường trước. Thí dụ như tìm một cái công ty, một cái đối tác nào xuất khẩu. Và họ đưa cái quy trình của cái nước mà họ nhập đó. Họ cho chúng ta bón phân gì, chúng ta xài cái thuốc gì vân vân. Và khi đó thì họ có cái mã số dùng trồng. Và cái nữa là cái người đứng ra quan sát. Và cuối cùng là có người thu mua. Tức là khảo sát cái quy trình chúng ta thực hiện. Và khi đó là chúng ta bán được cái giá cao và nông dân chúng ta mới khá lên được. Chứ còn thôi, nếu mà làm theo kiểu cũ, tôi thấy nông dân vẫn còn nghèo mãi. Dạ, xin cảm ơn bà con. Xin được cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Hồ Văn Chiến ạ. Thưa thạc sĩ Giáo Văn Men ạ, rõ ràng rằng là bức tranh về trái cây thì rất là đẹp đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà kêu bán thì lại thua ngay trên sân nhà. Tuy nhiên hiện nay thì chúng ta có một cái cơ hội mới, đó là trái sầu riêng đã được cấp phép là xuất khẩu chính ngạch đi sang thị trường tỷ dân Trung Quốc rồi ạ. Như vậy thì xin thạc sĩ chia sẻ thêm về vấn đề này và đồng thời là có thể chia sẻ thêm rằng là loại trái cây nào của tỉnh Tiền Giang chúng ta đó thì sẽ được xuất khẩu đi nước ngoài theo hạn mức chính ngạch và đồng thời thì sẽ được sản xuất như thế nào và tình hình xuất khẩu ra sao ạ? Cảm ơn Hương Giang. Kính chào bà con nông dân và khán giả xem đài. Thì qua đây thì tôi cũng xin thông tin và cũng trao đổi với bà con có mấy cái vấn đề mà liên quan tới vấn đề là xuất khẩu trái cây. Thì bà con cũng biết vừa qua cuối năm 2021 và đầu năm 2022 phải nói là trái cây chúng ta đi xuất khẩu mà chủ yếu là chúng ta xuất khẩu qua Trung Quốc là chủ yếu. Do đó trong thời gian qua thì phải nói là một số loại trái cây chúng ta rất đi xuất khẩu rất là khó khăn do ùn ứ ở các cái cửa khẩu. Mà trong đó đặc biệt là cái hai loại trái cây mà phải nói là giá thấp và xuất khẩu đi rất là khó, đó là mít và cái trái thanh long. Bên cạnh đó thì cái trái sầu riêng thì hiện nay thì chúng ta hầu như là 70% là chúng ta xuất khẩu qua Trung Quốc. Còn lại là 30% là tiêu thụ ở trong nước. Mà những cái thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng rồi một số tỉnh lân cận. Thì nhìn chung là cái trái sầu riêng thì nói chung là qua khoảng thời gian qua thì phải nói là trái sầu riêng có cái giá trị kinh tế rất cao. Và được bà con dân là trồng và chăm sóc rất kỹ và đạt cái yêu cầu đặt ra để xuất khẩu rất lớn. Nhưng thì nói chung là chúng ta là xuất khẩu qua tiểu ngạch là chính, qua tiểu ngạch là chính. Do đó trong thời gian qua thì khoảng trên gần 4 năm thì Việt Nam đã đàm phán với phía Trung Quốc. Thì coi như là qua khoảng thời gian đó thì đến ngày 11 tây tháng 7 năm 2022 thì cái trái sầu riêng của Việt Nam chính thức là được nhập khẩu qua thị trường Trung Quốc. Và đây là một cái tin vui, mà cũng bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải nói là chúng ta cũng rất là lo. Bởi vì sao? Và cái nghị định thư thì phía Trung Quốc đặt ra những cái quy định về sản xuất vùng trồng rồi về cơ sở đóng gói như thế nào, rất là nhiều cái quy định, mà trong đó đặc biệt là cái vấn đề là phải có truy xuất được cái nguồn gốc. Thì đây là vấn đề mà chúng ta mừng bao nhiêu nhưng người ta lo thì nhiều hơn. Thành ra là tôi cũng nghĩ rằng bà con phải đồng hành với cơ quan quản lý để làm sao chúng ta làm tốt cái này. Thì trong cái nghị định thư thì có mấy cái vấn đề mà chúng ta cần lưu ý như thế này, bà con cũng cần lưu ý và doanh nghiệp với bà con nông dân thì cần lưu ý. Cái thứ nhất là cái nghị định thư thì nó có nhiều nội dung nhưng có những cái đặc điểm mà chúng ta cần lưu ý là cái nghị định thư bắt có hiệu lực từ ngày 11 tây tháng 7 năm 2022 và kéo dài 3 năm. Cái thứ hai là tất cả những cái loại trái sầu riêng chúng ta đều được xuất qua các cái cửa khẩu của Trung Quốc. Bên cạnh đó thì cái quy định trong cái nghị định thư nữa, nếu như
chúng ta mà không doanh nghiệp, không có cơ sở đóng gói và mã số vùng trồng thì chúng ta không được xuất qua Trung Quốc. Cái vấn đề thứ ba nữa là đối với mã số vùng trồng thì chúng ta phải có cái quy trình để mà kiểm soát cái dịch hại, mà trong đó đặc biệt là hai cái đối tượng dịch hại mà phía Trung Quốc cũng như các nước trên thế giới họ rất là quan tâm. Cái thứ nhất là các cái loại con ghẹp sáp ghẹp, cái thứ hai nữa là cái con rùa đục quả. Hai đối tượng này thì phía Trung Quốc rất là cảnh báo và cũng rất là quan tâm. Cái vấn đề thứ ba nữa là các cái cơ sở đóng gói về trái sầu riêng xuất khẩu thì phải có cái nguồn gốc, tất nhiên là có tên, mã số và cái ngày xuất khẩu. Thành ra là qua đây thì chúng tôi cũng thấy rằng là bà con nông dân cũng phải ý là làm sao chúng ta sản xuất theo cái quy trình, mà trong đó đặc biệt là không để cái những đối tượng này, mà chúng ta phải kiểm soát chặt chẽ những đối tượng này. Đồng thời các cái cơ sở đóng gói cũng phải loại bỏ các đối tượng này ra. Nếu như mà qua mà cái trái mà sầu riêng mà chúng ta đi qua bển mà còn dính những đối tượng này thì chắc chắn là bị quỷ. Đó, thì qua đây thì tôi cũng xin đề nghị bà con là phải đồng hành cùng với cơ quan quản lý rồi là nhà khoa học để làm sao chúng ta sản xuất theo một quy trình, rồi cơ sở đóng gói là phải đảm bảo các tiêu chuẩn và chúng ta duy trì các cái điều kiện này để làm sao cái trái sầu riêng chúng ta xuất khẩu được thuận lợi và nó bền vững. Thì đó là một cái điều mà chúng tôi rất là mong muốn. Thì còn cái vấn đề thứ hai là hiện nay ở tỉnh Tiền Giang là xuất khẩu được các cái loại trái cây nào đi qua Trung Quốc. Thì nhìn chung là tới nay là khoảng có 11 loại trái cây, sau đó thì có chanh leo và trái sầu riêng. Thì hiện nay chúng ta có 11 loại trái cây được xuất khẩu chính ngạch qua thị trường Trung Quốc. Thì trong đó có thanh long, dưa hấu, rồi nhãn, chuối, rồi xoài, rồi mít, chôm chôm, giải thiều, chanh leo và cái trái sầu riêng. Đó là 11 cái loại trái cây. Thì trong 11 loại trái cây này thì ở Tiền Giang là có khoảng 9 loại trái cây mà chúng ta hiện nay đã xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Thì trong khoảng thời gian vừa qua đó thì chúng tôi cũng làm cái mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Mục đích của cái mã số vùng trồng này đó là chúng ta sản xuất theo một cái quy trình để mà chúng ta hạn chế vấn đề tối đa là cái để lại dư lượng trên cái nông sản, trên các loại trái cây này, để làm sao chúng ta xuất khẩu là qua bển là không, qua Trung Quốc là không có cái dư lượng. Thì đó là một điều mà phía Trung Quốc rất quan tâm. Thì để tiếp tục để cho các cái loại trái cây này xuất khẩu bên Trung Quốc được thuận lợi và bền vững, thì trong thời gian qua cũng như sắp tới đây là cái hướng tới thì chúng tôi cũng tiếp tục là gì, thiết lập và cấp mới mã số vùng trồng cơ sở đóng gói. Cái thứ hai nữa là tập huấn cho bà con nông dân cũng như các cơ sở mà đóng gói đó là những cái quy trình, đặc biệt là phải sản xuất như thế nào đó để mà hạn chế vấn đề là sử dụng thuốc hóa học. Cái thứ hai nữa, khi sử dụng thuốc thì phải đảm bảo được cái dư lượng, cái thời gian cách ly, không để dư lượng trên cái trái nông sản này. Thì đó là một số ý kiến xin trao đổi với bà con. Dạ, xin hết. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của Thạc sĩ Võ Văn Men ạ. Thưa bà con, rõ ràng rằng là muốn cho trái cây mà đi xuất khẩu nước ngoài được á, thì cái khâu mà dư lượng thuốc bảo vệ thực vật rất là quan trọng. Thưa Tổng Giám đốc Bích Thủy ạ. Như vậy thì làm thế nào để mà chúng ta có thể tránh được dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản nói chung cũng như là trái cây nói riêng, và hiện thì ăn nông của chúng ta đó có sản phẩm nào để mà tham gia cái sân chơi toàn cầu này không ạ? Cảm ơn Hương Giang. Đầu tiên thì Bích Thủy xin được gửi lời chào đến tất cả các quý vị khán giả đang xem chương trình Bạn Nhà Nông của chúng tôi. Ghi những câu hỏi của Hương Giang thì Bích Thủy xin có ý kiến như sau. Khi mà đề cập đến dư lượng thuốc hóa học trong bảo vệ thực vật trong cái nông sản thì bà con phải rất là lưu ý. Cây trồng và những sản phẩm của cây trồng không đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu nếu chúng ta có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, và ngay cả trong thị trường nội địa cũng vậy nữa. Chúng ta phải lưu ý là sức khỏe của người dùng rất là quan trọng. Cái việc gáp và logo gáp thì thực ra cũng sử dụng thuốc hóa học đấy chứ, nhưng mà người ta phải tuân thủ những cái quy định cách ly để làm sao để cho nông sản của mình khi mà thu hoạch không có dư lượng trong nó. Còn thời gian qua thì chúng ta đã trồng cây ăn trái và sử dụng phân hóa học nhiều nên đất sẽ bị chua, bị dai và cái độ pH sẽ bị thấp. Thì như vậy, và còn với những cái sự biến đổi khí hậu rồi khô hạn rồi ngập mặn vân vân, thì Bích Thủy thấy rằng chúng ta cần phải quan tâm đến cái đất. Do vậy chúng ta cần phải dùng thêm cái phân chuồng truyền thống. Ngoài ra thì chúng ta nên sử dụng cái Genki và Hasake. Đây là một cái loại phân hữu cơ công nghiệp mà được nhập khẩu từ Nhật Bản về.
đây là một sản phẩm mà Bích Thủy thấy rằng là đưa vào thực nghiệm trong thời gian vừa qua rất là tốt, và hiện nay thì sản lượng của công ty nhập về ngày càng nhiều hơn vì bà con đã bắt đầu chấp nhận cái lượng cái sự sử dụng phân bón này, bởi vì là nó có thể cải tạo đất nè, rồi giữ nước cho bề mặt, ngoài ra còn giúp cho cái bộ rễ mình phát triển rất là tốt. Bộ phân bón của công ty chúng tôi thì còn có những cái phân bón mà có trung và vi lượng để có thể cung cấp cho tất cả các loại cây trồng, phù hợp với tất cả các loại cây trồng. Tuy nhiên cũng tùy giai đoạn để chúng ta sử dụng cho đúng. Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng vậy, chúng ta phải ưu tiên là công ty thì có một bộ thuốc là tới 150 tinh thuốc, là có nhiều cấp độ độc hại khác nhau. Thì đối với những cái cây ăn trái này thì chúng ta phải lưu ý, ở giai đoạn mà không mang trái thì chúng ta có thể sử dụng thuốc hóa học và chọn lựa những cái loại thuốc mà cái vạch màu xanh dương hoặc màu xanh lá cây, đó là cái độ độc thấp đó. Và cùng với lại kết hợp với sử dụng thuốc sinh học, thì xuất sinh học công ty cũng có khá nhiều, ví dụ như là Vinup, rồi gôn gương, đó là gốc amametin, emametin, adizazetin, và đặc biệt là chúng ta cộng với dầu khoáng DK để cho giúp tăng hiệu lực. Và còn những cái thuốc về xử lý nấm hoặc là vi khuẩn thì chúng ta có piano, có anomycin, alicin, yukino, rất là nhiều loại thuốc. Vì vậy mà chúng ta nên theo dõi chương trình Bạn Nhà Nông của chúng tôi, vì từng giai đoạn của cây trồng chúng tôi sẽ cập nhật cho bà con. Còn nếu như đột xuất bà con có một vấn đề gì đó thì có thể liên hệ với Bích Thủy số điện thoại 0934779900. Nhưng mà bà con thông cảm là nhắn tin cho Bích Thủy nha, vì nhiều khi bận nhiều việc có không trả lời, cái bà con lại buồn Bích Thủy ha. Xin cảm ơn bà con rất là nhiều ạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của Tổng giám đốc Bích Thủy rất nhiều ạ. Thưa bà con, và rào cản khá lớn đối với trái cây xuất khẩu hiện nay đó chính là nhiễm ruồi vàng. Và nhiều nhà vườn phản ánh rằng là mặc dù là bao trái rất là kín mít luôn, nhưng mà vẫn không hiểu sao rằng ruồi vàng thì vẫn chui vào để chích trái cho được. Chính vì vậy mà các chuyên gia đã khuyến cáo là các nhà vườn đó cùng với việc là chúng ta phải bao trái thì cần phải kết hợp sử dụng bẫy ruồi thì trái mới an toàn được. Mà nhắc đến bẫy ruồi vàng thì Hương Giang lại nhớ ngay đến thương hiệu An Nông ạ. Và chúng tôi xin bật mí thêm đó là bẫy ruồi vàng của thương hiệu An Nông á, thì có rất là nhiều ưu điểm nè, không những là diệt được cả ruồi đực mà cả ruồi cái nữa. Và không biết rằng là quý khán giả chúng ta có biết thêm về những ưu điểm này hay không, thì ngay bây giờ Hương Giang mời quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi video clip sau đây nhé. Trời ơi, bởi sao cơ giữa chiến trường thổ tiền, nên gió đông sơ đành chia tay vĩnh viễn bạch thu hà. Ê, trời ơi, mày thấy cái tay. Trời ơi, người ta đang làm việc mà chỉ hạ cai cái bài hát gì bi thảm chết chóc chán thấy bà. Ê, cha, trời, người ta đang ca đâm vô bản hậu người ta. Trời ơi. Với nữa em đang làm việc mà chỉ hát cái bài mà chết chóc gì, trời ơi, chán còn chết. Ê, luôn vậy đó. Kệ tao nghe, tao thích ca gì kệ tao nghe. Mày đừng có xen vô, đâm hơi đâm ban mà cũng xen vô nữa. Mày không lo mày đi, một lát nữa là má về má gom tiền đi qua giao cho chính này, yên để yên cho tao tính toán coi. Lát má về chưa xong một chửi mày ơi. Chị Hai. Gì? Làm gì? Em hỏi cái coi. Hôm nay á là mình bán được nhiều tiền đúng không? Trời ơi, thu hoạch bằng năm ngoái mà bán giá cao quá trời. Cho em coi coi. Ê, không được đụng vô, bí mật không được bật mí. Má dặn tao rồi. Thu gom tiền bán bưởi bao nhiêu là không được nói cho ai biết hết. Mày cũng không ngoại lệ, xê ra. Trời ơi, chị Hai làm bách với em hả? Trời, năm nay mà không có nhờ em lo vụ bẫy ruồi vàng ha. Rồi má chị nè, không có tiền đó mà điếm luôn với làm bách với em. Mày mới làm bách với tao, xê ra. Bẫy ruồi vàng phải không? Trời ơi, chuyện nhỏ tưởng gì. Biết làm không đó? Làm gì không biết. Ờ, đất ơi. Nè, đổ nước vô. Đổ nước vô. Đúng không? À. Gắn cái dẻ vô, đúng rồi, không? Rồi. Rồi đội cái nón vô, rồi, đúng không? À. Rồi chế thuốc vô, à. Không? Hay quá luôn. Chế thuốc vô. Mà chế thuốc gì chị Hai? Còn chị chế bao nhiêu? Còn chị treo cái bẫy ruồi vàng ở đâu mà treo làm sao chị Hai biết không? Ơ, tưởng gì chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ luôn? Ừ. Còn treo sao? Lát tao hỏi chính mày ơi. Trời ơi, biết mà gì cái gì hỏi chính. Cô chính, cô chính, cô chính, cô chính hoài. Cô chính nè. Cái gì đó, kiếm cô chính hả? Để tao hỏi. Kiếm chính hả, gì vậy? Dạ, mời chính vô. Ừ. Ngồi chính.
cái chuyện gì mà gọi cô Chính từ đầu cỡ vậy? Dạ, Chính qua thì mày nói gì nói dạ, đi. Dạ không có gì cô Chính. Tại con đang nói với chị hai con cái vụ mà thuốc diệt ruồi vàng của Tóc Tường Sinh, đồ ăn nông á Chính. Là mình xài 10 ml cho một cái ruồi cái bẫy này, mà xài từ 8 đến 17 cho một mẫu, bao nhiêu ruồi vàng chết hết trơn luôn. Phải rồi, bẫy ruồi vàng của tập đoàn nông tên là Dr. G đó dạ, nha. Diệt được ruồi đực và ruồi cái luôn dạ, đó. Đúng rồi đó. Ừ, tốt dữ lắm. Ừ. Gì cười vậy? Cái gì cười vậy? Tao thu hết. Thu chi? Mày mốt mà đừng làm bắt tao nữa. Tao thu lại mai mốt không có mày, tao với má cũng biết làm, khỏi cần mày nữa. Cô Chính thấy chưa? Sao đầu đuôi sao mà hai chị em tụi bay đứa cười đứa khóc vậy? Chị hai của con mà chị xấu con vậy đó. Sao? Má con giao nhiệm vụ cho chị hai là kiểm tiền bán bưởi rồi lời được bao nhiêu mà không cho con biết. Mà trong khi đó biết bao nhiêu công sức con đổ vô cái chăm sóc vườn cây đủ thứ hết trơn á. Nhiều khi con nghĩ con ngủ mà con gác chân lên trái con suy nghĩ hoài. Mày gác được không? Con không biết con phải là con ruột của má con không hay là con rẻ nữa. Trời ơi má ơi là ôi má. Ôi trời ơi, ơi má đây. Má về kìa, má về kìa. Mày kêu má mày có má mày liền à. Má má trời ơi. Đỡ đỡ cho má cơ con. Cái gì mà từng xa má đã nghe con. Tụi con la ông sùm vậy. Đó má về đó đi. Không biết sao mà hai tụi nó kêu má cơ ơi con hỏi gì không biết. Má. Con hỏi má nha má. Năm nay mình trúng mùa bưởi phải không má? Má cho con biết đi. Mà con hỏi má nè. Con có phải là con ruột của má hay không? Hay là con ghẻ? Má không cần trả lời nữa con biết con là con ghẻ quá. Con năm là năm làm sao mà năm đối xử là bên trọng bên kính vậy năm. Làm chứ quá. Trời ơi con cái trong nhà mà năm phải đối xử thì công bằng chứ. Trời ơi đâu có phải. Con chỉ nó chồng em thôi à. Trời ừ. Chị Năm kêu là nó tính toán nè. Phân bón rồi tất cả mọi thứ đó. Để mà xong xuôi hết rồi đó, còn lại để trả tiền cho cô Chính. Dạ đúng rồi, tại với Chính biết không? Nó chồng em đó đó. Nó vô xin tiền má con sợ nó xin tiền nó con cháu vậy á. Thôi để nè, cộng lại rồi hết phải không? Dạ. Rồi năm nay, năm cũng định xài thuốc của công ty nông hết đúng không? Đúng rồi con. Dạ đúng rồi, con đang làm đơn đặt hàng này Chính. 10 chai Dr. Gin 7 ruồi vàng, 50 cái bẫy. Bẫy? Dạ. Cái bẫy năm ngoái mình xài lại y xì. Nè, bẫy năm ngoái nè, xài bình thường, không có cần phải mua thêm. Không, 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 không. Sao chị mua thêm. Con đặt thêm 20 cái nữa, mình đặt cái vòng ngoài ngoài vườn đó con. Ba cái vườn lại, ba đúng cái rồi, nhà. Cho chắc ăn nha, 20 cái nha con. Dạ. À, mà năm nay nè, năm phải đọc thêm phân gen ký. Gen ký, cái chị mới bưng về đúng nè. Đúng rồi đó. Trời, má. Gì con? Má mua phân gì lạ quắc vậy? Trời ơi, cái phân này mà lạ quắc. Ơi, bởi vì cái con để nhỏ cô Chính này nói cho mày nghe. Nó đi lên Sài Gòn, nó học hoài, nó không có biết gì về chăm bo sóc ruộng vườn gì hết trơn. Bởi vậy thằng Út Thanh chị phải cưng nó nhiều hơn, nha, nó chăm sóc tốt hơn con nhỏ này nè. Phân gen kia của mình là phân bón hữu cơ nhập khẩu từ Nhật Bản. Hàng này đó nha, là giúp cho cái trái cây nông sản của mình chất lượng nó cao hơn. Bởi vì nó tạo ra được cái enzyme này, tạo ra được vi lượng trong trong nông sản của mình khi mình ăn vô người là tốt cho mình. Rồi chưa kể nó làm cho đất phì nhiêu tốt lên rồi cây mình nó ăn được chất dinh dưỡng nè, là mình đỡ tốn phân bón gốc nè. Mà biết sao ở này bón có 2-3 kg tròn gốc mà tốt dữ lắm. Tốt lắm con. Rồi chị phải đi, chị đi thực nghiệm dạ. Chị mua về đúng thêm không? Thêm 20 bao nữa cho má gen kia. Không đủ đâu má. Ông mới coi kìa, gen kia hàng Nhật một bao á hả 15 kg chứ không phải 25 kg đâu. Hàng má phải mua 35 bao mới đúng. Hàng chính hãng chị muốn 500 kg 35 bao. Rồi đặt thêm đi. À mà năm nay á mình phải đặt thêm cái bo rô lết năm ngoái năm xài, mà cái lúc mà năm thấy trái non rụng rụng năm hỏi em xài gì đó là cái bo rô lết á. Rồi trái nó giúp cho cái cây của mình nó thụ tinh thụ phấn tốt, nó đậu trái tốt, rồi cái trái non của mình nó không bị rụng. Năm ngoái nhà con không có bị rụng trái non là nhờ cái thuốc mà cái chai cao cao vậy nè, em mang qua đưa năm là bo rô lết. Rồi chưa kể cái lúc mà cái mưa hơi hắt á, cái là bông bưởi của mình nó bị thắng hư. Rồi cũng xài cái piano hay dữ lắm, rồi con ghi đi. Piano để quên con. 10 chai. Piano 10 chai. Ừ. Dạ. Borolet chừng 5 chai nửa lít là được rồi năm. Dạ. 5 chai nửa nó. Lít. Ừ. 5 chai nửa lít. Rồi con ghi hết rồi. Rồi cộng lại hết coi nhiêu tiền. Dạ. Con cộng lại coi tất cả bao nhiêu rồi còn lại má tính toán rồi. Lời phải không? Rồi. Nếu mà lời má mới sắm cho con 3 bộ áo dài em hết nha. Thấy chưa? Thấy chưa? Bởi vì con nói con là con lụm mà. Con lụm gốc me gốc bích nè. Nè, một cái là gì con tâm, hai cũng con tâm. Bởi vì con một dòng mà bên chồng bên Vinh. Trời ơi, đi đâu ra ngoài tự nhiên chịu của nửa đời phấn nhặt vô mày vậy mày? Thôi. Trời ơi, con khóc cái mặt con xấu quá. Trời ơi, con nghiệp quá. Trời ơi, nước mắt nè. Trời ơi,
Trời, nước mắt cá sấu chứ mà Năm làm vậy cũng không được nữa, nghĩ làm sao cứ tối ngày cứ lo cho cái con nhỏ này không à, còn thằng con trai của tôi bỏ vậy nè. Tội quá, tội rồi. Nè, năm mới mua cho nó cái iPhone đời mới nè. Hả? iPhone. iPhone 12. Trời ơi, con còn đòi gì nữa? Mày hết thuốc nhanh quá vậy mày. Ủa má mua cho con cái iPhone hả má? Chứ gì nữa? Bảy con nó chính hồng, má con thương nhất nhà. Bởi vì con thương chính. Trời ơi, con gốc mẹ con mất cả mày. Trời ơi, kìa xạo dễ sợ hơn định cái sợ luôn à. Cái coi đó, chịu nổi không? Chịu nổi là ngày luôn. Bà con và quý khán giả vừa theo dõi tiểu phẩm ngắn giới thiệu về bẫy ruồi vàng của tập đoàn An Nông. Và xin hỏi Tổng giám đốc Bích Thủy, đó là hai dạng bả mồi sử dụng bẫy ruồi vàng của An Nông đó, thì bả nào sẽ có tiện ích hơn? Mà nếu như là cả hai cùng có tiện ích đó, thì xin chị giải thích kỹ hơn để mà nông dân có sự lựa chọn phù hợp cho vườn cây của mình ạ. Cảm ơn Hương Giang. Kính thưa bà con, về ruồi vàng thì chúng ta thấy rằng là con ruồi vàng có cái tên gọi là phương Đông hay là ruồi châu Á đó, thì là đối tượng gây hại rất là nguy hiểm đối với cây ăn trái như là mít, xoài, ổi, măng cụt vân vân. Còn một cái loại ruồi vàng nữa thì đục hầu hết các loại trái cây màu xanh như là ớt nè, khổ qua, dưa, bầu bí. Hai cái loại này á thì nó cũng có cái tính cách gây hại giống nhau thôi. Biện pháp quản lý thì chúng ta phải làm vệ sinh vườn, thu gom, tiêu hủy toàn bộ trái cây bị thối nè, rồi đào hố rắc vôi xung quanh những cái thành hố, thu gom toàn bộ trái hư, trái bị bệnh, bỏ vào đó và lắp vôi lên. Chúng ta lưu ý rằng là chúng ta phải thực hiện việc này thường xuyên. Rồi ngoài ra chúng ta còn tỉa cái cành cây cho cái mật độ thông thoáng trong vườn cây thiệt là tốt, để phòng trừ hạn chế cái việc trú ngụ của con ruồi trưởng thành. Bón đầy đủ các loại phân theo quy trình hướng dẫn để mà cho cây khỏe, sinh trưởng và ra hoa đồng loạt, trái tốt. Và cái chuyện bao trái cũng là một vấn đề rất là quan trọng. Tuy nhiên chúng ta nhớ đó là bao thì bao tận cuốn ở trên, đừng để mà nửa chừng hoặc là không lơ lỏng thì con ruồi vàng nó cũng sẽ xuất hiện và xâm nhập vào cái bao để mà làm hư cái trái. Và đặc biệt là Bích Thủy hướng dẫn cho bà con sử dụng cái loại sản phẩm Dr. Zin là một cái loại bẫy ruồi vàng. Nó có bơm hai chai, một cái chai là đựng thức ăn hay gọi là protein của bẫy ruồi vàng đó, chiết xuất ra là giống như là thức ăn của nó vậy, và ghép những cái mùi hương thơm và một gói là gói thuốc, chúng ta sẽ pha vào với nhau để mà xử lý. Và khi hồi nãy trên cái tiểu phẩm chúng ta thấy rồi, có cục nước rồi nắp che rồi cái dĩa, thì chúng ta sẽ tuần tự làm như thế. Mỗi cái nó có một cái tính năng khác nhau. Cái cục nước đó nó sẽ ức chế nước để mà tràn ra được cái dĩa đầy hết để thuốc có thể là ruồi có thể tiếp cận vô cái dĩa tốt nhất. Và khi chúng ta pha thì 10 đến 20 ml cho một cái bẫy và đặt từng 7 đến 8 cái cho 1 hectare. Và chúng ta khi treo, chúng ta lưu ý là chúng ta treo nơi mà vừa tầm quan sát nha, không nhất thiết phải treo lên cao đâu. Bởi vì là có cái hơi, có cái mùi thơm á thì là dẫn dụ con ruồi vàng nó xuống rồi, và chúng ta lưu ý quan sát để mà thấy ruồi đầy rồi thì chúng ta sẽ vớt ra. Và khi vớt ra chúng ta thấy là cột nước á, nó sẽ bắt đầu điều tiết xuống tiếp và cái nước thuốc nó sẽ loãng ra, thì lúc đó chúng ta sẽ chăm thêm vào. Và đặc biệt cái bẫy thì sẽ xài được lâu, do đó chúng ta có thể mua thêm thuốc mà bẫy chúng ta có thể xài được dài lâu hơn. Và chúng ta nhớ rằng là có hai loại, một loại thì chúng tôi có thể là sử dụng cái miếng dính á, miếng keo dính á, và xịt cái bẫy ruồi, xịt cái lốt ruồi vô để mà con ruồi nó bay vào nó chạm thì nó dính vô đó. Thì cái này thì phải thử nghĩ sử dụng ở những cái chỗ ít cây thôi. Chúng ta xài ít thì chúng ta làm cái đó. Còn nếu như mà vườn của chúng ta to rộng thì chúng ta nên xài cái bẫy ruồi vàng thì sẽ an toàn hơn. Đặc biệt bẫy ruồi vàng Dr. Zin của tập đoàn nông thì diệt được cả ruồi đực lẫn ruồi cái. Mong rằng bà con chúng ta ứng dụng thật đúng, thật tốt để có hiệu quả cao. Xin cảm ơn ạ. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ cũng như là những hướng dẫn rất là cụ thể từ phía Tổng giám đốc Bích Thủy và mong rằng là bà con của chúng ta nghe rõ và chúng ta thực hiện thật đúng để đạt kết quả nhé. Thưa tiến sĩ Hồ Văn Chiến ạ. Hiện nay thì còn nhiều nông dân tự sản xuất nên là diện tích rất là manh mún, thành ra là dẫn đến là chất lượng nông sản nó không có đồng đều. Như vậy thì xin tiến sĩ chia sẻ về hình thức liên kết như thế nào để mà sản phẩm nông nghiệp mà cụ thể nhất đó là trái cây của nông dân sẽ được xuất khẩu ạ? Thì trong cái thời gian dài đó bà con, thì chúng tôi thấy như thế này, tức là bà con cứ bàn, ngay cả nhà nước cũng vậy. Như nhà nước địa phương thì bàn liên kết. Nhưng mà tôi nhắc lại cái đầu chương trình tôi cũng có đề cập rồi. Bây giờ chúng ta cứ bàn cái liên kết nhưng mà chúng ta chưa có bàn cái gì? Vấn đề tiêu thụ. Chúng ta tiêu thụ ở đâu và cái quy trình chúng ta làm như thế nào để được người khác mua, tức là cái chỗ tiêu thụ người ta đồng ý. Tại vì trước đây tôi cũng có, trước cái thời Covid tôi có làm khoảng chừng 500 hectare
cái lúa 5044 ở huyện Thoại Sơn, An Giang đó bà con. Thì chúng ta xuất sang châu Âu để làm cái gạo đồ. Thì người ta mua sang châu Âu là cái quy trình rất là nghiêm ngặt và cử người theo kiểm tra. Và chúng ta thường thường nói hả, mỗi lần mà chúng ta nhắc tới việc ghép hoặc là lô ban ghép thì cứ nói là truy nguyên cái nguồn gốc. Nhưng mà tụi tôi làm lúa gạo là làm sao mà truy nguyên? Khi mà mua xong bà con biết đổ vô trong cái cối nó xay ra xong, vô nhà máy xay nó xay ra xong, làm sao mà truy cái lúa này của ông nào được? Nếu mà chúng ta trật một cái là nguyên cái lô đó chúng ta bỏ hết. Thành ra chúng ta thấy là rất khó là cái quy trình chúng ta phải khảo sát. Bây giờ cây ăn trái cũng vậy, có cái người khảo sát hướng dẫn bà con qua châu Âu thì cho xài cái thuốc nào, còn cái thuốc nào không được quyền xài. Tôi lấy thí dụ như bây giờ cái protonol nha bà con, thì cái thuốc cái protonol này là có thể là trị được côn trùng rất tốt, ví dụ như nó trị được con ốc bươu vàng ở dưới ruộng cũng rất tốt. Nhưng mà đối với châu Âu là khi mà anh xài cái protonol ở dưới ruộng là ốc chết, cá chết, là môi trường bị ô nhiễm. Như vậy là cái sản phẩm này không xuất được qua châu Âu. Chúng ta thấy là mình cũng định nghĩa là protonol là cái thuốc thảo mộc, là cái loại sinh học, là được quyền xài. Nhưng mà chúng ta thấy là người ta cấm, thì mình phải biết cái chỗ nơi cái xuất khẩu ở đó. Chứ mình đừng có nói là bây giờ bà con cứ làm đi, rồi cái mẫu mã đẹp, rồi cái trái ngon, sẽ có người mua, ai mua. Và chừng đó chúng ta thấy là lúa chúng ta còn dự trữ là được, chứ cái trái cây mà không dự trữ được là sao? Bỏ luôn, hư luôn. Thành ra tôi nghĩ là phải đi theo đúng như cái hướng tôi nói đó. Tức là bây giờ mình phải có cái liên kết tiêu thụ, liên kết thu mua, liên kết sản xuất. Và cái quy trình làm như thế nào để cho nó thống nhất và chúng ta ra cái trái cho nó vừa chất lượng, vừa đạt mẫu mã. Thì cái đó thì sẽ nông dân sẽ khá lên. Dạ, xin cảm ơn bà con. Vâng ạ, xin được cảm ơn tiến sĩ Hồ Văn Chiến ạ. Bây giờ thì Hương Giang xin được hỏi thạc sĩ Võ Văn Men ạ. Hiện tại thì Tiền Giang có rất là nhiều đại lý thu mua trái cây như là thanh long, nè, mít, sầu riêng và đa phần là xuất khẩu tiểu ngạch đi Trung Quốc thôi. Và giá cả thì thị trường rất là bấp bênh bởi vì là do lệ thuộc vào doanh nghiệp cho giá. Như vậy thì xin hỏi giải pháp của tỉnh như thế nào để mà hành trình đưa trái cây ra nước ngoài theo đường chính ngạch ạ? Cảm ơn Hương Giang. Kính chào bà con. Thì bà con cũng biết là thật sự mà nói thì hiện nay là cái vấn đề mà sản xuất trái cây nói riêng, sản xuất trồng trọt nói chung, thì nói chung là chúng ta đã áp dụng rất là nhiều cái tiến bộ kỹ thuật vào đây, rồi cơ giới hóa. Thành ra vấn đề sản xuất thì nhìn chung là cái dịch hại thì chúng ta cơ bản chúng ta quản lý được. Nhưng bên cạnh đó là vấn đề mà tiêu thụ là vấn đề đặt ra phải rất là lớn. Bởi vì trong thời gian qua là chúng ta thấy vấn đề tiêu thụ và đặc biệt là tên cây ăn trái. Thì thí dụ như tôi nói là vừa qua thì cây mít, cây thanh long và một số cây khác tiêu thụ rất khó khăn. Cho nên vấn đề tiêu thụ là hết sức quan trọng trong vấn đề sản xuất hiện nay. Nếu như bà con hỏi là bây giờ trồng cây gì thì tôi trả lời rằng là phải có thị trường. Thị trường mới quyết định được. Nếu như chúng ta sản xuất mà không có thị trường, coi như là chúng ta không sản xuất được. Bởi vì không có thị trường tiêu thụ thì chúng ta sản xuất ra đem như thế nào? Không được. Do đó là cái quan trọng nhất là cái thị trường. Thì vấn đề đặt ra hiện nay là cái vấn đề tiêu thụ mà phải nói là đặt lên hàng đầu. Mà muốn tiêu thụ được, xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới được, thì chúng ta phải làm sao phải đảm bảo được cái nông sản chúng ta phải là nó tốt. Mà trong đó đặc biệt là không để dư lượng trên nông sản. Thì đây là một vấn đề đặt ra cho hết sức là quan trọng mà bà con nông dân phải nhìn và hiểu rõ để cùng đồng hành với cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý, rồi nhà khoa học để làm sao chúng ta sản xuất ra cho nó có hiệu quả. Thì trong cái thời gian qua thì chúng tôi ở trong tỉnh Tiền Giang thì cũng đặt ra cái vấn đề là làm sao bây giờ chúng ta phải có cái giải pháp để làm sao là tăng cái chất lượng của cây ăn trái nói riêng và sản lượng của nông sản trên địa bàn tỉnh nói chung, là chúng ta phải nâng cái chất lượng lên là hàng đầu. Thì trong thời gian qua thì Sở Nông nghiệp cũng có đưa ra là có các cái chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ. Thì hiện nay chúng tôi cũng đang triển khai cái chuỗi này, trong đó là chuỗi sầu riêng, rồi chuỗi mít, chuỗi thanh long và chuỗi sợi cát và lọc. Thì mục đích của cái chuỗi này là chúng tôi đề ra đó là làm sao phải tăng cái chất lượng của các cái loại trái cây này lên. Để là trên cơ sở đó để chúng ta đi được các nước trên thế giới được thuận lợi. Bởi vì nếu như sản phẩm chúng ta làm ra tốt thì chúng ta đi được rất là nhiều nước.
thì góp phần là cho vấn đề tiêu thụ trên trái cây ở tỉnh địa bàn tỉnh Tiền Giang thì rất là thuận lợi, rất thuận lợi. Thì hiện nay chúng tôi đang triển khai các cái chuỗi này. Cái thứ hai nữa là để tiếp tục mà cho xuất khẩu được qua Trung Quốc đó, bởi vì hiện nay chúng ta đa số là xuất khẩu qua Trung Quốc là chủ yếu. Cái thứ hai nữa là chúng tôi sẽ tập huấn cho các cái cơ sở có mã số vùng trồng để biết được và thực hiện đúng với cái quy trình từng loại cây mà chúng ta đặt ra. Trong đó đặc biệt là không để lại dư lượng, nhưng tôi đã nói này rất là nhiều, nói tới nó luôn rất nhiều. Cái vấn đề thứ ba nữa là các cái cơ sở đóng gói để xuất khẩu trái cây đó thì phải đảm bảo được duy trì được các cái tiêu chuẩn về xuất khẩu, mà trong đó đặc biệt là gì, là phải có cái sổ sách ghi chép nhật ký thu mua ở vùng trồng để trên cơ sở đó chúng ta quay lại đi xuất, nếu như có cái điều kiện mà bất lợi, điều kiện mà trở ngại thì chúng ta quay lại đi xuất để chúng ta có cái điều kiện để chúng ta khắc phục, để làm sao cho cái nông sản chúng ta được tốt. Cái vấn đề thứ ba nữa là chúng tôi cũng tăng cường tiếp tục là thiết lập và cấp cái mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói mới để làm sao cái tất cả đều các cái trái cây chúng ta đó là đều có cái mã số vùng trồng. Bởi vì nếu như có mã số vùng trồng thì chúng ta sẽ sản xuất theo một cái quy trình thì nó rất là thuận lợi và rất là tốt, rất là đảm bảo được cái chất lượng. Cái nữa là chúng ta tăng cường cái kiểm tra giám sát định kỳ về các cái mã số vùng trồng, ít nhất là một lần trên một vụ, là trước khi thu hoạch là chúng ta phải kiểm tra coi từ khi lúc trái cây nó nở qua cho đến khi thu hoạch thì chúng ta phải kiểm tra để mà trên cơ sở đó chúng ta can thiệp vào quản lý dịch hại và can thiệp bằng những cái biện pháp tổng hợp, trong đó đặc biệt là sử dụng thuốc thì phải đảm bảo được cái thời gian cách ly. Và cái đối với cái các cơ sở đóng gói đó thì chúng tôi cũng kiểm tra định kỳ và đột xuất để làm sao những cơ sở này phải duy trì được cái điều kiện, thì có như vậy thì mới góp phần được là trong cái giải quyết được là cái vấn đề đầu ra cho cái trái cây nói riêng và nông sản của tỉnh nói chung là được thuận lợi hơn. Xin cảm ơn bà con. Vâng ạ, xin được cảm ơn chia sẻ của thạc sĩ Võ Văn Men ạ. Và Hương Giang cũng như là quý bà con, chúng ta sẽ cùng hy vọng rằng là những giải pháp của tỉnh đưa ra sẽ phát huy hiệu quả để mà tạo điều kiện thuận lợi nhất cho trái cây có thể đi ra được nước ngoài ạ. Còn bây giờ thì xin thưa Tổng Giám đốc Bích Thủy ạ, hiện nay thì các nước như là Mỹ, Nhật cũng đã nhập một số loại trái cây của ta, nhưng mà họ lại sợ nhất là ruồi vàng và ruồi phương đông, nên là khâu kiểm dịch cũng như là xử lý ruồi trước khi xuất đi á, theo quy trình rất là nghiêm ngặt. Xin hỏi là cùng với bẫy ruồi vàng ăn nông á, thì nông dân sẽ cần kết hợp thêm những giải pháp gì ạ? Cảm ơn Hương Giang. Như nãy giờ chúng ta nghe thầy Mê nói rất là nhấn mạnh ở cái vấn đề là không chỉ ruồi vàng không, mà còn vấn đề là dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Vì vậy mà không chỉ chúng ta tập trung vào con ruồi vàng, mà chúng ta phải biết sản xuất như thế nào, theo quy trình như thế nào để đạt được cái tiêu chuẩn xuất khẩu theo từng nước. Về vấn đề ruồi vàng thì Bích Thủy đã nói ở phần trên rồi. Còn về xuất khẩu thì chúng ta cũng đã nghe thầy Chiến nói, nó có đề cập đến những cái quy định của từng nước nhập khẩu hàng hóa. Ví dụ như thời gian qua thì như Bích Thủy được biết thì là Campuchia và Thái Lan của mình nước họ cũng có ruồi vàng, nên cái việc mà kiểm dịch trái cây để nhập khẩu thì họ là không quan trọng cái con ruồi vàng, nên không có trong danh sách kiểm dịch. Nhưng mà thí dụ như xoài đi Mỹ thì lại là phải tuân thủ đúng quy định của họ và lấy mẫu giám định, và chúng họ đã dùng những cái tia như là tia laser đó, tia phóng xạ laser đó để mà kiểm tra. Còn thí dụ đi Nhật hay New Zealand thì họ lại không dùng tia mà họ dùng cái hơi nước nóng. Vì vậy tùy theo cái quy định của từng nước mà chúng ta phải đáp ứng yêu cầu cho thì trái cây chúng ta có thể nhập vào nước của họ. Như vậy nói chung là chúng ta phải sản xuất một cái nông sản sạch, bao gồm là xử lý được con ruồi vàng và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thì thấy là sẽ đáp ứng được cái yêu cầu nhập khẩu của các nước. Xin cảm ơn ạ. Vâng, xin được cảm ơn chị Bích Thủy rất nhiều ạ. Và xin được hỏi thêm chị rằng là phân kim ki đó là phân hữu cơ thì rất là thích hợp để sản xuất trái cây sạch. Như vậy thì chúng ta có thể sử dụng để thay thế hoàn toàn cho phân hóa học được hay không? Xin mời chị giải thích rõ hơn là vì sao, để cho nông dân yên tâm hơn ạ. Như nhiều chương trình á, nhất là thầy Chiến phân tích rất là rõ về cái việc bón phân như thế nào. Riêng về phân bón là thầy là chuyên gia rồi, Bích Thủy thì cũng không có rành lắm. Tuy nhiên là theo những cái bài của thầy dạy thì Bích Thủy thấy rằng là cái việc bón phân hữu cơ, bón phân hóa học
là bắt buộc rồi, bón phân cân đối. Còn phân Genki và Hasake là một loại phân bón công nghiệp và giúp cho cái đất mình nó tơi xốp, giúp cho những vi sinh vật trong đất phát triển tốt và bộ rễ của cây trồng phát triển tốt. Vì vậy chúng ta cần phải bón thêm Genki và Hasake vào gốc khoảng từ 2 đến 3 kg tùy theo cái tuổi của cây, để cho cái đất của mình nó đừng có bị chai lèn và nâng độ pH lên, giúp cho cây khỏe tốt, hút được cái phân hóa học. Và như vậy thì chúng ta sẽ không có, chúng ta bón xuống không có bị rửa trôi, không bị bay hơi. Và đặc biệt khi sử dụng cái loại phân này thì tôi thấy theo nghiên cứu thì có thể giảm được từ 20% phân đạm trong cả vụ. Đó là cái đặc tính của phân hữu cơ, chứ nó không thể hoàn toàn thay thế hết phân hóa học. Xin chúng ta lưu ý ở vấn đề này. Xin cảm ơn ạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn chị Bích Thủy ạ. Thưa bà con, như vậy thì chúng ta cũng đã vừa được nghe các diễn giả đã tư vấn rất là kỹ về những vấn đề để mà trái cây có thể đi sang được nước ngoài. Dân và Hương Giang xin được mời bà con chúng ta hãy cùng trở lại với chương trình và cùng đến với những thắc mắc mà bà con cũng đã liên lạc với chương trình qua hai số điện thoại. Và Hương Giang đã nhận được câu hỏi của ông Đỗ Văn Hùng ở Tam Bình, Cây Lậy. Ông có hỏi là: tôi nghe sầu riêng đi chín ngạch, tôi mừng quá. Tháng 10 này thì tôi thu hoạch sầu riêng nghịch mùa. Tôi bán chín ngạch qua Trung Quốc được hay không và cách bán như thế nào? Xin được mời thạc sĩ Men sẽ tư vấn cho ông Hùng ạ. Kính chào ông Hùng, thì qua cái câu hỏi của ông thì tôi xin trả lời ông như này. Nói chung là cái đi chín ngạch thì nó là như thế này. Tức như là đi chín ngạch là chúng ta đi có cái giấy tờ, coi như là chúng ta không bị giống như bắt bò. Chúng ta có điều kiện là tới cửa khẩu thì làm giấy thủ tục để thông quan. Cái vấn đề thứ hai nữa, khi qua bên đó thì có cái điểm để mà thu mua, có cái người tiêu thụ. Cái thứ ba nữa là gì? Là qua khi mà chúng ta đi chính ngạch vậy đó thì cái giá cả nó ổn định và có cái cơ sở để thu mua. Còn nếu như chúng ta đi tiểu ngạch á thì cái rủi ro rất lớn. Một là khi mà chúng ta qua bển chưa chắc gì có cái nơi để mua, rồi chúng ta để lợi 5-10 ngày đó là nông sản chúng ta hư. Cái thứ hai nữa là khi qua thuận lợi á thì bán được á, thì giá nó có. Còn nếu mà bán không được thì chúng ta sẽ bị thiệt hại. Do đó ở đây đó là chủ trương là gì? Sắp tới đây là chúng ta phải đi bằng chính ngạch, còn đi tiểu ngạch thì cái rủi ro rất lớn. Nói là như vậy. Còn về ông hỏi là bây giờ là trong tháng 10 này ông thu hoạch sầu riêng thì bây giờ đi là bán chính ngạch qua Trung Quốc cách bán như thế nào, thì ở đây là hiện nay có các cái cơ sở đóng gói đó và các cái doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay có khoảng 110 cái cơ sở là có thu mua cái sầu riêng. Do đó hiện nay do đó là các cơ sở này sẽ trực tiếp mua để đi chính ngạch, mà đi chính ngạch thì rất là thuận lợi mà giá cả thì ổn định. Do đó góp phần để tiêu thụ cho cái trái sầu riêng của ông trong tháng 10 này được tốt hơn và thuận lợi hơn, giá cả ổn định hơn. Thì đó là một số ý kiến xin trao đổi và chúc ông thành công. Xin cảm ơn. Vâng ạ, xin được cảm ơn thạc sĩ Võ Văn Men ạ. Có lẽ là ông Hùng cũng đã nghe rõ câu trả lời rồi ạ. Và tiếp theo thì Hương Giang xin được nêu lên câu hỏi của một khán giả ở Cái Bè. Có hỏi như thế này: tôi muốn trồng cây xoài lộc của công ty Lộc Trời, nhưng xin hỏi là khi tôi xuất khẩu thì đối tác đòi giấy trung nguyên nguồn gốc và chứng nhận giống, thì tôi phải xin của công ty Lộc Trời hay là xin ngành nông nghiệp? Với vấn đề này thì Hương Giang xin được mời tiến sĩ Hồ Văn Chiến ạ. Anh một khán giả thân mến, thì anh biết rồi, cái người ta bán giống người ta không có cho phép được. Bây giờ anh muốn xuất đi đâu thì cái chỗ mua đó nó sẽ có cái quy trình. Thí dụ như giờ nó đề nghị anh phải có cái mã số vùng trồng để nó truy nguyên cái nguồn gốc, thì cái truy nguyên nguồn gốc là phải có mã số vùng trồng rồi quy trình nó thực hiện như sao, thì nó phải theo cái đó. Như hồi nãy anh Mang có nói đó là chúng ta phải có cái sổ ghi chép, chứ còn cái công ty mà nó bán giống thì nó không có quyền nó cho anh cái truy nguyên nguồn gốc ở chỗ này được, mà phải cái ngành nông nghiệp của tỉnh hoặc là của trung ương mới cho được. Dạ, xin cảm ơn anh. Vâng ạ, và Hương Giang xin được cảm ơn tiến sĩ Chiến ạ. Và tiếp theo đó là một thắc mắc của ông Bùi Văn Sáu ở Quà Lộc, Cái Bè. Có hỏi rằng là con ruồi vàng đục trái xoài nên không thể xuất đi Mỹ được, nhưng mà cây xoài thì tán lại cao quá, tôi phải làm sao để mà xài được bẫy ạ? Vâng, có lẽ rằng với vấn đề này thì Hương Giang xin được mời tiến sĩ Bích Thủy ạ, sẽ tư vấn cho bà con ạ. Dạ thưa anh Sáu, thì hồi nãy trong cái vấn đề mà tư vấn cái bẫy ruồi vàng để cho bà con chúng ta sử dụng thì Bích Thủy cũng có nói, bẫy ruồi vàng của công ty gồm hai thành phần. Một cái là một cái chai
protein á, là thức ăn của ruồi vàng được ghép mùi hương, và một cái là cái gói thuốc. Thì khi chúng ta pha đổ vào trong đó thì cái thức ăn đó nó tỏa ra cái mùi hương để thu hút con ruồi vàng lại, chứ không phải chúng ta phải leo tuốt trên trời để chúng ta mà rượt theo nó bay tùm lum hết, mình đâu có đi theo nó. Mà mình đặt cái bẫy ruồi vàng, thì thầy cũng xin lưu ý là đặt bẫy ruồi vàng vừa cái tầm quan sát. Thí dụ nhà Bích Thủy có một cây vú sữa nó cao tới cũng khoảng chắc 6 mét à, mà nó xòe ra, mà Bích Thủy chỉ cần treo một cái bẫy ruồi vàng ngay cái tầm đi ra đi vô thôi, thì Bích Thủy thấy rất là nhiều ruồi rơi vào. Thì để trả lời câu hỏi này của anh, thì Bích Thủy xin thưa là anh có việc treo ở phía dưới, rồi cái hơi đó nó, cái hương đó nó sẽ thu hút con ruồi vàng. Và đồng thời chúng ta nhớ rằng là cái việc bao trái cũng là một cái vấn đề, nếu như có những cái chùm xoài mà nó thấp ở dưới mà anh bao được trái thì cũng rất là tốt. Ngoài ra chúng ta kết hợp với bẫy ruồi vàng, chúc anh thành công trong việc bảo vệ cái vườn cây xoài của anh à. Xin cảm ơn. À, vâng ạ, xin được cảm ơn Tổng giám đốc Bích Thủy ạ. À, và tiếp theo, chương trình Bạn Già Nông của chúng tôi cũng đã nhận được câu hỏi của ông Quỳnh Văn Chánh ở Bằng Long, Châu Thành. Có hỏi rằng là tôi thấy trên TV vừa phát vú sữa, xin hỏi thì vú sữa hôm rồi đã xuất đi Mỹ, như vậy thì có xuất sang Trung Quốc được hay không? À, xin được mời Thạc sĩ Mang tư vấn ạ. Cảm ơn Hương Tiến. Hương Giang, nhớ Hương Tiến rồi. Kính chào ông Quỳnh Văn Chánh. Thì qua câu hỏi của ông thì tôi xin trả lời. Năm 2017 thì chúng ta đã chính thức là đi xuất khẩu trái vú sữa qua thị trường Mỹ. Thì sau khi chúng ta xuất khẩu thì tới nay thì vấn đề vú sữa đi Mỹ thì cũng rất là thuận lợi. Thì bây giờ hỏi có đi xuất khẩu qua bên Trung Quốc trái vú sữa này được hay không? Thì như hồi nãy tôi cũng đã trình bày đó. Thì hiện nay có 11 loại trái cây mà đi xuất khẩu chính ngạch qua Trung Quốc. Trong đó không có cái trái vú sữa, không có cái trái vú sữa. Mà là chủ yếu là gì, chúng ta nếu có đi qua Trung Quốc á, thì cũng là đi tiểu ngạch chứ không được đi chính ngạch, bởi vì hiện nay là Trung Quốc chưa có chính thức là cho cái trái vú sữa đi chính ngạch qua Trung Quốc. Thì đó là một số ý kiến, xin trao đổi cùng anh. Dạ, xin cảm ơn ông. Vâng, và Thạc sĩ Mang có thể tư vấn tiếp cho ông Lê Văn Bình ở Vĩnh Long ạ. Ông có hỏi rằng là Trung Quốc có yêu cầu của họ, như vậy thì tiêu chuẩn xuất khẩu sầu riêng sang Mỹ có tiêu chuẩn giống như Trung Quốc hay không ạ? Rồi. Kính chào ông Bình. Thì qua cái câu hỏi của ông thì tôi xin trao đổi nè. Bởi vì là Trung Quốc là có cái quy định riêng của họ, còn ở Mỹ thì cũng có quy định riêng của họ, cho nên mỗi nước đều có quy định riêng hết. Nhưng chung quy một cái là gì, khi xuất khẩu trái cây nói riêng mà nông sản nói chung là không để lại dư lượng trên cái nông sản đó. Cái thứ hai nữa là các cái đối tượng mà dịch hại tùy theo mỗi nước mà nó có quy định riêng. Mà nhưng chung quy là hai đối tượng mà các nước như tôi đã trình bày đầu chương trình đó, thì các nước hiện nay đang quan tâm nhất là cái con ruồi đục quả và cái con kẹp sáp. Hai đối tượng này là Trung Quốc là chú ý rất lớn, mà các nước khác cũng vậy. Do nên là những đối tượng này thì chúng ta nên chú ý. Thì còn riêng mỗi nước thì có một cái quy định riêng. Đó là một số ý kiến, xin trao đổi cùng ông và xin cảm ơn ông. Vâng ạ, xin được cảm ơn Thạc sĩ Võ Văn Men đã tư vấn cho quý khán giả. Và Hương Giang xin được mời Tiến sĩ Hồ Văn Chiến sẽ cùng trả lời câu hỏi của ông Đỗ Văn Thảo ở Tân Phong Cai Lậy rằng là trái sầu riêng hiện bán ở chợ nhìn ở ngoài rất là đẹp, mà mua về thì mở ra là muối là không ăn được, như là chưa chín vậy đó. Tại sao là chưa chín mà lại bán làm cho người tiêu dùng bỏ tiền ra mà ăn không được? Có lẽ là khá là bức xúc đúng không ạ? Hương Giang xin được mời Tiến sĩ Hồ Văn Chiến chia sẻ ạ. Anh Thảo thân mến, thì cái này anh biết rồi, gọi là 9 người 10 ý, anh thấy không? Không phải ai cũng tốt hết, cũng có người là thấy cái giá sầu riêng cao là cái trái sầu riêng chưa chín vẫn thu mua, vẫn thu hoạch anh ạ. Thành ra bây giờ 9 người là người ta tốt, ta để cho cái trái chín người ta mới thu mua, người ta mới thu hoạch để người ta bán, để cho bà con tiêu dùng ăn cho nó ngon, cho nó thơm. Nhưng mà trong đó 9 người đó có người thứ 10 đó, người ta thu hoạch chưa có chín. Thành ra anh và anh mua trúng cái người đó mà nhìn gom lại hết thì tội nghiệp cho bà con bán sầu riêng, trồng sầu riêng không? Có những trường hợp như thế thì anh mua anh phải lựa. Dạ, xin cảm ơn anh. Vâng, xin được cảm ơn Tiến sĩ Chiến ạ. Thưa bà con, vì thời lượng của chương trình có hạn cho nên là những câu hỏi mà chương trình cũng như là quý diễn giả hôm nay chưa trả lời được hết cho bà con thì chương trình sẽ chuyển đến cho Tổng giám đốc Bích Thủy sẽ tiếp tục tư vấn và trả lời cho bà con trên trang Facebook Bích Thủy An Nông. Vâng, thưa bà con, với tổng sản lượng gần 7 triệu tấn một năm thì trái cây ở vùng Nam Bộ dư thừa để phục vụ thị trường nội địa. Trong khi đó thì ở nhiều nước
trái cây nhiệt đới của chúng ta thuộc top cao nhất và giá rất là đắt. Chính vì vậy mà ngay bây giờ thì nhà vườn phải thay đổi tư duy cũng như là thay đổi phương thức canh tác theo hướng là đáp ứng các tiêu chuẩn của nước nhập khẩu để mà rộng đường đưa trái cây đi nước ngoài đàng hoàng và chính chính. Có như vậy thì trái cây mới xứng đáng với vị thế của nó, phải không ạ? Còn bây giờ thì chương trình hôm nay xin được tạm dừng. Một lần nữa thì Hương Giang cảm ơn các diễn giả đã dành thời gian để đến với chương trình hôm nay và cảm ơn tập đoàn An Nông đã phối hợp thực hiện chương trình này. Cảm ơn bà con cũng đã dành thời gian để quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.